Xin chào cả nhà. Vâng, đây là cái sản phẩm mà mình đã mua từ Singapore về. Phải tận tới 2 tháng thì hôm nay nó mới về đến tay. Thì đây là sản phẩm gì? Mình sẽ khui cho các bạn xem. Trước mắt thì thấy đóng gói cũng ok. Túi chăm sóc. Tên 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 tên. Quá trời đồ linh tinh của cái món hàng này. Thì giới thiệu với các bạn, đây trên tay mình đó là sản phẩm Raspberry Pi 4 computer model B 4GB RAM. Và cái này là cái gì thì mình sẽ mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Rồi, giới thiệu về cái đó trước. Raspberry Pi 4 computer nó là cái gì? Nên đây là một cái mạch điện tử, nó chỉ nhỏ bằng cái cạc visit thôi đó, nó chỉ nhỏ bằng cái cạc visit thôi. Rồi, giới thiệu đây là một cái máy tính thu nhỏ. Tại sao gọi là nó cái máy tính? Bởi vì nó gồm có main, hồi xưa là rời ha, main, CPU, RAM, rồi ổ cứng vân vân là rời, thì bây giờ nó làm trên hết một cái mặt như vậy đó. Thì có CPU của nó rồi có RAM, còn ổ cứng của nó thì mình phải sử dụng một cái thẻ SD card. SD card gắn đâu đây? Đây, nhỏ xíu đây, để gắn cái SD card. Là cái SD card này sẽ copy cái hệ điều hành lên thẻ và gắn vào đây, khởi động máy tính và bắt đầu làm việc ha. Thì cái Raspberry này, ở cái model 4 này, nó hỗ trợ cho ta hai cái cổng USB 2.0 là USB thường, USB 3.0 hai cổng tốc độ cao. Cái này là cái cổng LAN để gắn cái cáp, dây cáp mạng vô. Nhưng mà cái này chắc là sẽ không cài, bởi vì trên cái này nó có cái mạch Wi-Fi rồi. Còn đây là cái cổng audio xuất tiếng. Đây là hai cổng HDMI, cái loại nhỏ. Còn cái cổng này là cổng USB Style C để mà cắm nguồn. Thì một cái main nhỏ như cái cạc điện thoại này, nó đã đầy đủ cái chức năng, cái cấu hình của nó là một cái máy tính rồi. Nhưng mà nhiều bạn tung hô cái này quá về cái tính năng của nó có thể thay thế máy tính, thì mình cũng nói rõ cho các bạn biết, đúng là nó có thể thay thế máy tính.
gắn màn hình vào và sử dụng như một cái máy tính. Nhưng thực tế thì cái cấu hình nó vẫn không có đáp ứng được những cái yêu cầu cao. Ví dụ như bạn làm Photoshop, cái này được không? Không nổi. À, rồi bạn làm về những cái đồ họa, cái này cũng không nổi. Vậy cái này làm được gì? Trước mắt thì với cái cấu hình của một cái máy tính mini như vậy nè, bạn chỉ làm được những cái công việc trên cái bộ văn phòng Office, Word, Excel vân vân ha. Ngoài ra người ta sẽ sử dụng cái máy tính thu nhỏ này ở một số cái dự án khác. Ví dụ như dùng cái máy tính này để điều khiển tự động hóa cho một cái máy in 3D. Máy in 3D thì sẽ sử dụng cái này, chứ không sử dụng cái máy tính lớn làm chi cho nó uổng phí và nó cồng kềnh. Chỉ cần với một cái mạch nhỏ như vậy thôi thì đủ để điều khiển dư sức cái máy in 3D ha. Rồi, hoặc là dự án mà mình muốn mua về mình làm đó, thì nó cũng có một số cái. Ví dụ như mình sẽ dùng nó để làm một cái iCloud, làm cái lưu trữ dữ liệu đám mây. Tại vì ở nhà mình hiện tại đó có những cái ổ cứng trên mấy cái máy tính và những cái thiết bị. Tới bây giờ thì thiết bị đó nó đã lỗi thời, nhưng bỏ đi thì uổng, sử dụng lại những cái ổ cứng đó để làm cái ổ lưu trữ. Còn để làm được cái đám mây thì phải nhờ tới một cái máy tính. Mà một cái máy tính lớn mở điện 24/24, hao pin, hao điện và cồng kềnh thì sử dụng cái này thôi. Tiêu thụ điện năng rất là ít và nhẹ nhàng, dễ lắp đặt. Mình sẽ làm cái dự án lưu trữ đám mây. Ví dụ như hình ảnh của mình sau khi mình chụp về từ máy Sony, mình có thể đổ hết vào một cái ổ cứng thông qua cái này Wi-Fi, chứ không cần cắm dây cắm cáp gì nữa cả. Rồi, đó là dự án thứ nhất. Dự án thứ hai thì có thể dùng nó để tải phim. Tải phim thì yêu cầu xài BitTorrent á, thì phải tải và chia sẻ. Thời gian sử dụng là nó cứ phải 24/24. Cái này phải mở hoài. Cho nên là sử dụng cái này là tránh hao pin, ồn ào và cồng kềnh. Dự án thứ ba mình có thể sẽ làm là dùng nó để làm một cái web server. Web server là một cái nếu mà không có cái này thì mình phải thuê hosting, là thuê cái nơi để lưu trữ cái dữ liệu của trang web, kèm theo cái tên miền dẫn đến cái thư mục dữ liệu ở trên đây, thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta một cái website. Bất cứ website nào cũng phải làm với cái căn bản như vậy cả. Thì hosting thì phải thuê giá tối thiểu 20-30 đô gì đó một tháng, 20-30 đô một tháng, và tùy vào cái dữ liệu đó to hay nhỏ. Website bạn lớn thì bạn phải cần có những cái băng thông cũng như là lưu lượng hosting phải to. Rồi, đó là về cái tính năng, chức năng của một cái máy tính thu nhỏ tên là Raspberry Pi 4 Computer Model B. Thì cái bộ phụ kiện này mình mới mua về thì nó gồm có cái gì? Một cái main như vậy ha, một cái mạch chính như vậy. Đây là cái nguồn cắm điện của nó. Cái cổng này là USB Type-C. Thì cái nguồn của nó đặc biệt là có cái nút power luôn. Mà trước đây á, mọi người hay xài cấp nguồn cho nó bằng cái sợi dây USB. Thì cái đó nó cũng khá kén chọn, và mua cái này giá cao mà ta sử dụng cái cọng dây nguồn cho nó dởm quá, đôi khi nó
không có tốt cho cái máy. Thì cái này là chính hãng, hàng chính hãng, hãng Raspberry nó sản xuất luôn. Điện của nó là AC adapter, nó cho ra 5V 3000 mAh ha. Rồi, đó là cái thứ hai trong cái gói của nó. Rồi cái tiếp là gì à, đây là dây USB dây HDMI gắm kết nối từ nó cho đến một cái màn hình độ phân giải khác. Thì trên cái HDMI này nó cho ta kết nối hai cái màn hình với độ phân giải là 4K. 4K luôn nha bạn, ghê gớm. 4K mà cùng lúc hai cái hai cổng. Kết nối 4K chứ không phải full HD nữa nha. Đó là cái cáp của nó. Còn đây là cái gì? Đây là một cái chép dữ liệu chuyển đổi từ thẻ nhớ đi vào cổng USB. Gắn thẻ nhớ vào đây, truyền dữ liệu vào máy qua cái cổng USB này. Một, hai, ba, bốn, bốn món rồi, còn cái gì nữa không? Rồi. Đây là cái bộ khay của nó. Khay là cái bộ vỏ của máy tính á. Mình mua, mình thích cái khay trong. Nó trong suốt như vậy nè. Nhìn vào thấy cái mặt của nó vẫn thích hơn là mấy cái khay màu. Đây, những cái mảnh này ghép lại thành một cái khay. Chiều cao, đây là cái chiều cao của cái khay máy tính. Và đây là hai cái nắp và đáy. Ok. Nắp đáy mặt hồng bốn mặt, kèm theo bộ ốc vít để vặn bắt ha. Rồi, cái gì nữa? Đây, đây là cái quạt tản nhiệt. Quạt tản nhiệt cho CPU. Không thì nó cũng nóng lắm. Quạt tản nhiệt thì có kèm cả ốc vít để bắt ha. Đây là quạt tản nhiệt, bé xíu nằm trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Đây là miếng tản nhiệt, những cái miếng tản nhiệt trước khi mình lắp cái quạt tản nhiệt lên cái CPU thì phải có cái miếng tản nhiệt này trước. Cái nhiệt độ nó sẽ truyền qua cái miếng tản nhiệt này. Và nó được giải nhiệt tạm thời tại đây. Tại cái miếng tản nhiệt này. Rồi cái quạt này nó sẽ hút cái hơi nóng, cái nhiệt đó ra ngoài ha. Nói chung là không khác gì với một cái máy tính, chỉ có là nhỏ hơn thôi, mini hơn thôi ha. Và cuối cùng chỉ còn có một món, đây là cái thẻ SD của mình, mua nó là 64GB luôn. Nói chung chơi cái gì cũng mát hết. 64GB Scandisk Micro SD. Đây, cái này mình sẽ copy cái hệ điều hành và các chương trình muốn sử dụng vào đây. Và mình sẽ gắn cái thẻ này vào, thế là khởi động cái máy lên ha. Ok. Kết lại là đây là cái món hàng mình mua từ Singapore về. Chất lượng đóng gói bao bì là
tới bây giờ là vẫn nguyên vẹn hết ha, vẫn đẹp đẽ. Rồi tạm thời cho nó là 9 điểm. Raspberry này thì nó xài hộp giấy nha các bạn, hộp giấy rất là đơn giản bởi vì nó có một cái men thôi, nhưng mà trên đây thì nó có đầy đủ thông tin của nhà sản xuất. Ok. À, chỉ có một điều thôi làm cho mình rất là buồn, đó là vì mình đặt cái món hàng này rơi vào cái thời điểm bị dịch Covid, cho nên sau 2 tháng thì món hàng mới được chuyển về đến đây từ Singapore. Đợi hơi lâu. Và cho tới ngày hôm nay hết cái mùa dịch rồi thì mình cũng đã đi làm việc lại rồi, không còn thời gian để mà nghiên cứu mấy cái này nữa, không còn thời gian để mà chơi và xây dựng những cái dự án như mong muốn nữa. Cho nên là nếu như có bạn nào yêu thích muốn mua thì mình cũng xin nhượng lại giá, nhượng lại toàn bộ này đúng theo cái combo. Và cái combo mình sẽ gửi thêm một cái ảnh đầy đủ chi tiết để mà sau này các bạn cứ dựa vào cái ảnh combo đó mà kiểm tra đơn hàng thôi. Thì giá của mình để lại đó là 2.4 triệu. 2.4 triệu là rất rẻ cho một cái combo này, rẻ hơn với lại thị trường bên ngoài đang bán với cái combo này, tối thiểu rẻ nhất của họ phải là 2.6 triệu, 2.7 triệu. Đây là hàng toàn mới, mình đã khui cho các bạn xem ha, mình chưa có đụng gì cả. Bây giờ tạm thời mình sẽ đóng gói này lại, nếu mà không có bạn nào mua thì mình cũng sẽ để đó, đến khi nào đó mình rảnh rỗi, mình có thời gian, mình sẽ bắt đầu thực hiện cái dự án của mình. Nhắc lại toàn bộ này, nếu như bạn nào thích và muốn mình nhượng lại thì giá của nó là 2.4 triệu, sẽ rẻ hơn bên ngoài từ 200,000 đến 300,000. Ok, như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.